học viện dị năng ha ha còn không đầu hàng sao ninh phong ưu thế lớn như này cậu nói xem tôi thua kiểu gì uông duyệt ninh phong cậu đang làm gì thế sắp đến lúc thi thức tỉnh rồi cậu không đi chuẩn bị đi còn trốn ở đây chơi game đây chẳng phải là kết hợp nghỉ ngơi và học tập sao, hơn nữa tôi đã 18 tuổi rồi. Nhiều làm cũng chỉ thức tỉnh được chức nghiệp bình thường nhất nhị tinh thôi. Không giống với đại tiểu thư Uông, 16 tuổi đã thức tỉnh chức nghiệp ngũ tinh, vì thế tôi sao phải khổ như thế, sau này nịnh bợ cậu không phải là được rồi sao. Tôi cho cậu nịnh bợ này, ai ra, sắp tóc thở rồi. Nhìn đi, bên kia là nữ thần Uông Duyệt à, thật đỏ, chắc là tham gia đặc huấn về rồi. 16 tuổi đã thức tỉnh chức nghiệp ngũ tinh, trong tỉnh bao nhiêu năm nay chưa có thiên tài như thế rồi, người xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, thiên phú lại cao, sao người với người lại tranh lệch lớn thế? Người bên cạnh là ai thế? Cậu ta chính là Ninh Phong, rắc rưởi nổi danh toàn trường. Sắp 18 tuổi rồi, vậy mà còn chưa thức tỉnh. Con mẹ nó, công nữ thần là người đẹp lạnh lùng, sao lại chơi cùng với loại người này? Nghe nói họ là thanh hoa trúc mã. Hai, không phải cậu ta đến từ cô nhi viện sao? Rắc rưởi như này sao có thể xứng làm thanh mai trúc mã của uông nữ thần? Lam Tinh, một thế giới dung hợp giữa game và hiện thực. Ở đây chỉ cần đủ 16 tuổi thì có cơ hội thức tỉnh dị năng, trở thành nhà mạo hiểm. Các bạn học tiếp theo sẽ do tôi giới thiệu quy tắc thi cho mọi người kỳ kích thức tỉnh tiếp theo chính là bạn làm gì thế còn nhắc ung duyệt đó cứ phải cố chấp thế này sao mình đã đến thi ba lần rồi chả phải là tân sinh bạn học được gọi tên đến khu đo lường trước tiến hành kiểm tra bạn học thức tỉnh thành công thì có thể lĩnh một bộ trang bị cơ sở của chức nghiệp của mình chuẩn bị thử thực chiến nếu như mình có thể thức tỉnh trở thành pháp sư thì tốt tôi thích chức nghiệp sức mạnh hơn đàn ông con trai phải đối đầu trực diện chức nghiệp nhanh nhạy cũng rất ngầu giết người vô hình các cậu không hiểu, chức nghiệp bà mẹ bỉm sữa mới ngon nhất. Người tiếp theo lớp 12, Ninh Phong. Có, Ây ra, đây không phải là học trường lớp 12 sao. Nhân vật truyền kỳ đấy, cả ngày đi theo nữ thần uông duyệt. Con tưởng rằng là nhân vật lợi hại như nào. Kết quả là 18 tuổi chưa thức tỉnh. Chật chật, lỡ như cả đời này không thức tỉnh thì thật sự là phế vật rồi. Cô Kỳ, không cần căng thẳng, chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Cần tay em lên trên tinh thạch, thả lòng tâm thần. tinh thạch có phản ứng vậy chắc chắn là có thể thức tỉnh ánh sáng xanh đại diện cho hệ pháp thuật của nhiên thức tỉnh sẽ tự động học được kỹ năng ban đầu tiếp theo thì xem có thể thức tỉnh trước nhập mấy sao thức tỉnh nhất tinh kỹ năng học được nê chiều thuật kết quả chỉ có một sao sao quả đáng tiếc ha ha còn tưởng rằng là nghịch thiên cải mệnh cơ kết quả lại chỉ có một sao mau xuống đi cứ đứng ở đấy mất mặt giác chính là giác. cậu ta cảm thấy mình có thể biến thành vàng sao ninh phong em thức tỉnh kỹ năng gì ninh phong cô kỳ Nhìn dáng vẻ của em ấy hình như bị đà kích rất lớn, dù gì cũng im lặng lâu như thế, đến sau cùng. Lại chỉ có một sao, đây là trang bị của em, thay xong thì đến cửa ải tiếp theo đi. Mình vừa rồi, thật sự không nghe nhầm chứ. Tinh, kiểm tra được ký chủ đã hoàn thành thức tỉnh, đạt được điều kiện kích hoạt hệ thống. Thứ gì thế, hệ thống, hệ thống kích hoạt thành công, ký chủ có được năng lực bị động, hắc ám động nguyên. Quà tặng kèm bí ẩn, kỹ năng bị động, hắc ám động thiên, bạn sẽ bị phản phệ của sức mạnh hắc ám, lúc sử dụng cấm chú sẽ được miễn tất cả cái giá phải trả. Kỹ năng bị động, quà tặng thần bí, cấm chú bạn mỗi toàn có thể phóng thích một lần mà không thấy tiêu hao. Sức mạnh hắc ám không phải là sức mạnh đã ác nhất ở thế giới này sao? Còn có cầm chú pháp thuật cấp bậc cao nhất, nhưng thứ này có liên quan gì đến mình? Kiểm tra được kỹ năng hệ chiều thuật, bắt đầu tiến hành lột xác. Lột xác, lột xác lại là gì chứ? lột xác hoàn thành nề chiều thuật hắc hóa thành cầm chú thể xác quế thủ vừa có hắc hóa lại vừa có cầm chú ngay không ổn lắm mình vẫn còn thử nghiệm thực chiến chắc không có vấn đề gì nữa nhỉ 50 người một tổ tiến vào mọi người tự chiến đấu với quái vật trong bối cảnh làm quen với kỹ năng vừa thức tỉnh giữa các thí sinh không được tổ hợp thành tổ không được tấn công lẫn nhau sẽ có máy bay không người lại tiến hành giám sát mời mọi người mau chóng xác nhận kỹ năng của mình yên tâm người khác sẽ không thấy đâu kỹ năng chủ động thể xác ấy thủ cầm chú hắc ám triệu hoán sức mạnh hắc ám từ dị thế giới hình thành làn chắn bảo vệ có thể nghiền nát tất cả kẻ địch đến gần cầm chú hắc ám mấy thứ này nhìn rất nguy hiểm lỡ như là pháp thuật tà ác gì đó bị người khác phát hiện thì mình thảm rồi thí sinh tiến vào hệ thống giải thích cho ta đi hệ thống hệ thống chó chết toàn bộ trường thi đều là đơ dơn giám sát mình không dám tùy tiện dùng cầm chủ đó, nhưng mình lại không có cách thức tấn công nào, chỉ có thể ẩn náu trước tìm cơ hội. Người khác đều đang giết chết quái luyện cấp, thằng nhóc đó đang làm gì thế? Đội trưởng Chu, đứa trẻ đó thức tỉnh hơi muộn, sức khỏe không tốt lắm, chỉ có kỹ năng kích hoạt lại là ma thuật có tính phòng ngự, không thích hợp chiến đấu một mình. Vậy gọi cậu ta ra, không cần thi nữa, dù gì cũng là chức nghiệp nhất tinh, không làm được nhà mạo hiểm thật sự. hạ Chuyện gì thế? Không biết, hình như đo đó bị cái gì tấn công, sau đó cảnh bị gián đoạn rồi. Giám sát đo lường cảnh báo, phát hiện ra dao động sức mạnh cao hơn nhiều giá trị trung bình trong bí cảnh. Mau chóng đi tra xem đã xảy ra chuyện gì. Trong trường thi, sao lại có quái vật mạnh như này? Đứng lên đi, các tộc nhân, đừng để bị nô dịch nữa. Nghe hiệu lệnh của ta, đám người xâm nhập này toàn bộ đều phải chôn thầy ở đây đi. Sao đo lại rơi xuống thế? Ở đây còn có một con sâu nhỏ ẩn náu. Sao lại có nhiều quái thế này? Hơn nữa ở giữa còn có thủ lĩnh tinh anh. Đợi đã, không còn đơ dồn nữa. Cơ hội tốt. Đúng lúc có thể thử xem cấm vật đó có phải là thật không? Báo cáo, tất cả đơ dơn đã mất liên kết. Trong bối cảnh đột nhiên bạo phát sức mạnh hắc ám, nghi ngờ có ma vật cấp vương trở lên xuất hiện. Lập tức gọi tăng viện, sơ tán tất cả những nhân viên không chiến đấu gần đó. Ma vật cấp bậc vương trở lên, đó là tai họa đủ để hủy diệt một thành phố. Tại sao trong trường thi lại có sự tồn tại khủng bố thế? Cái, cái gì? Được lắm, cầm chú thì ra là như này. Nhìn dính dính hơi ghê, giật cả mình nhắc nhở, giết tạp binh yêu tinh, kinh nghiệm cộng 10, nhắc nhở, giết tạp binh yêu tinh, điểm kinh nghiệm cộng 10, nhắc nhở, giết tạp binh yêu tinh, điểm kinh nghiệm cộng 10, nhắc nhở, giết tạp binh yêu tinh, điểm kinh nghiệm cộng 10, nhắc nhở, giết tạp binh yêu tinh, điểm kinh nghiệm cộng 10, sức mạnh hắc ám mạnh quá, hắn không phải là con người à, sao có thể chứ? Không đúng, hành động của mình chậm hơn rồi. Ngươi đừng qua đây. Á, à, nhắc nhở, giết yêu tinh tiên phong, điểm kinh nghiệm công nghìn